Chính thức đạt mức 10 triệu lời chúc đến đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các thiện tướng. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và sát cánh đội tuyển trong suốt thời gian qua, và mong rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ chúng tôi để chúng tôi có thể cống hiến hết mình để đạt được kết quả tốt nhất, mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Phải thế! Hãy tiếp tục ủng hộ đội tuyển Việt Nam và đừng quên vào chơi Liên Quân ngày 25 tháng 11. Ngày 25 tháng 11 chơi Liên Quân nhận các phần quà cực giá trị. Xe Yamaha R15, iPhone Xbox, Smart TV Sony 49 inch, xe đạp điện, tài khoản phun tướng, phun ngọc, tướng và trang phục hot miễn phí. Còn chờ đợi gì nữa? 25 tháng 11 này vào chơi Liên Quân nhận ngàn quà xịn. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.